ở trong Kinh Thánh. Nghịch lại với chữ nhẫn là tức giận, nóng giận, mà chúng ta hay dùng cái chữ Hán gọi là sân, tham sân si ba thứ, thì sân là cái tính nóng giận. Nghịch lại với chữ nhẫn là giận, mà giận thì mất khôn. Khi ông Cain dâng của lễ cho Thiên Chúa và không được Thiên Chúa chấp nhận, ở trong sách Sáng Thế chương 4 viết, ông sầm nét mặt. Thiên Chúa hỏi, tại sao người giận dữ? Tại sao người sầm nét mặt? Nếu chúng ta nói người giận dữ đầu tiên ở trên trái đất này hay là ở trong Kinh Thánh, thì đây là ông Cain. Khi ông dâng của lễ mà Thiên Chúa không nhận là ông bắt đầu tức giận. Mà tức giận nó đưa đến một kết quả không lường được. Bởi vì ganh tị cho nên ông giận dữ, ông giết em của ông. Chúng ta coi chừng, bởi vì trong cái đời sống của chúng ta chứng kiến bao nhiêu chuyện. Hôm mới vừa ngày trước khi đi đây, lên đến đây không có internet, mở chuyện ra để con coi những cái chuyện nào là những chuyện dính dáng đến vấn đề nóng nảy. Thì chỉ cần trong một ngày thôi đã có ba chuyện. Một chuyện là hai anh em giết nhau cũng chỉ bởi vì người em nói với mẹ mình một câu gì đó khó chịu, người anh trả lời, và cuối cùng hai người lời qua tiếng lại, thay là vác dao đâm nhau. Một chuyện nữa cũng ở Sài Gòn là đi xe quẹt nhau một cái, thế rồi tấp vô lề dùng ấm sắt đánh nhau, thế là một người bể đầu chết. Một chuyện nữa là ở miền Trung là một người chồng không biết tức vỡ thế nào, bắt đầu lấy nước sôi tạt vào người vợ. Mà những cái này nó xảy ra quá nhanh, mà nhiều khi chúng ta, đó là chỉ trong một ngày mở ra có bao nhiêu câu chuyện. Thôi thì bây giờ chúng ta đừng nói chuyện người ta, mình nghĩ tới chuyện mình. Có biết bao nhiêu lần chính bản thân mình cũng chỉ bởi vì không làm chủ được tính nóng, cho nên chỉ trong một tích tắc, không đến một giây đồng hồ, mình đã làm đổ biết bao nhiêu sự. Lời thách thức của một người bạn, mà có những người gọi là anh hùng, mà gọi là anh hùng ngu chứ không phải là anh hùng khôn. Nói theo cái lối là cái gì đó, một lời mà nói ra nhất ngôn xuất khẩu thì tứ mã nan truy hả. Nhưng mà đây là những người anh hùng, người ta cho rằng mỗi một khi những người quân tử cái gì đó nhất ngôn không phải nhất ngôn xuất khẩu tứ mã nan truy thì không nói rồi, mà những người quân tử nói ra thì không lấy lời lại được, cho nên cuối cùng nhiều khi họ nói, họ chửi, hoặc là những người chung quanh, hoặc là vợ chồng, rồi sau cái giây phút mà mình bắt đầu bình thản lại rồi vẫn không xin lỗi, vẫn không nhận ra những cái sai. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời chúng ta mình thất bại cũng chỉ bởi vì mình ráng phóng nhanh lên một chút, chặn đầu thằng kia cảnh sát nó bắt chẳng hạn. Cho nên những cái chuyện này xảy ra không cần đi đâu, chỉ cần nhìn lại mình để thấy. 90% hôn nhân tan rã là bởi vì những lời qua tiếng lại trong lúc tức giận. Tức giận đôi khi nó có lý, nhưng mà phần lớn nó vô lý. Và người ta nói ở trong sách sách Châm Ngôn của Kinh Thánh nói, kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm. Đương nhiên mình đây ai cũng đã ngu, và mình đã ngu nhiều lần. Chỉ có điều liệu chừng mình ngu, nhưng mà mình có học được hay không. Người ngu khác với người mất trí. Người mất trí họ không học được. Người ngu mình học, nhưng mà học từ từ. Vì thế có những người sống đã 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi đầu, mà cho đến bây giờ nhiều khi cũng vẫn còn ngu. Ngu ở trong vấn đề không làm chủ được mình. Nóng nảy mà nóng một cách quá sức. Nóng nảy thì không phải không nói rồi, nóng một cách quá sức thì không nói rồi, nhiều khi không làm chủ được mà cũng không biết xin lỗi nữa là khác. Hậu quả của nóng giận thì người ta nói bao giờ nó cũng nghiêm trọng hơn cái nguyên nhân gây ra nó. Nhiều khi nguyên nhân gây ra nóng giận chỉ là một việc rất nhỏ, chỉ có đi về để có đôi dép ở trước cửa mà thôi. Nhiều khi chỉ là cái ly nước nó đổ thôi, nhỏ những việc hết sức nhỏ nhặt. Cái nguyên nhân gây ra nó thì ít, nhưng mà những lời qua tiếng lại và cuối cùng cái hậu quả. Và chúng ta thấy có nhiều khi bạn bè chúng ta giận nhau, không thân, không chơi với nhau nữa. Mà nếu trường hợp trở lại nguyên nhân, nó rất là ấu trĩ, tức cười. Giận mất hồn. Tức giận, rõ ràng nó là một phần của cảm xúc riêng, cảm xúc tự nhiên, và ai cũng biết như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết, với nhiều người, đây là một dấu hiệu, không phải là cái dấu hiệu chính. Đối với những người giận dữ, chúng ta phải biết, thường thường những người nóng giận, những người thiếu chữ nhẫn, những người lúc nào cũng la lối, là những người thiếu tự tin, họ hay sợ sệt, họ sợ khi bị người khác đe dọa, và cái tâm lý bất ổn. Đúng là người ta nói, thùng rỗng thì hay kêu to thật. Những con người mà họ đã tự tin, họ đi ra ngoài, họ không sợ,
Và vì thế họ không cần phải chứng minh cho người khác biết là tôi như thế này, tôi như thế kia. Những người khác nhiều khi phải cho người khác biết là tao không thua mày. Và chính những hành động của họ, họ càng làm thì chúng ta càng thấy đây là một hình thức, gọi là một dạng bệnh hoạn về tâm lý. Họ không được bình an, họ không được ổn định, họ thiếu tự tin. Phần lớn những tức giận nó xảy ra quá nhanh, không kiểm soát được bằng lý trí. Và vì thế, nếu chúng ta phải xét lại những vấn đề này, thì chính chúng ta cũng phải thông cảm và hiểu cho nhau. Đừng trách là tại sao ông nóng quá, ông đập đồ này đồ kia, cái đó có. Và trong mạng tâm lý người ta cũng nói, khi những người nổi nóng thì họ làm quá nhanh đến độ lý trí không làm chủ được. Điều quan trọng không phải là lúc xảy ra lúc đó. Điều quan trọng không phải là ông đập tivi, ông đập bàn, đập ghế. Mà điều quan trọng là sau khi mọi sự xong rồi, liệu chừng ông có nhìn ra là mình đã sai không? Bởi vì ngay cả ở trong tâm lý, nó có những cái sợi dây thần kinh, nó làm cho con người mình kích hoạt một cái là con người nổi nóng. Và khi nổi nóng lên thì mình bất kể chuyện gì, nó không còn lý trí, con người nó như điên vậy. Và chỉ trong giây phút đó, đương nhiên là mình có những cái quyết định, những lời nói hết sức liều lĩnh. Cách khắc phục như thế nào? Mình việc đầu tiên là phải học. Học ở trong quá khứ coi thử cái gì làm cho mình nổi nóng. Nếu trường hợp là một con người hay là một hoàn cảnh hay là một hình ảnh, có nhiều khi mình gặp mặt người đó tự nhiên mình nổi nóng lên chịu không được. Có nhiều khi mình chỉ nghe tới cái câu đó là nổi không được. Có nhiều khi một cái lời nói, một cái hình ảnh, mình phải biết cái gì đã làm cho mình nổi nóng. Mà mỗi người nổi nóng một cách riêng. Tôi có một ông cha bạn, ông ta khó chịu tới một cái mức mình không tưởng tượng được là giờ giấc. Nếu một ai đến mà chỉ cần trễ 5 giây thôi, tôi không nói 1 phút thì quá lâu, nó tới 60 giây, là có người ông khó chịu. Bù lại tôi cũng có một ông cha, hai ông ở cùng cùng nhà mà không bao giờ đúng giờ. Mà rất là dễ thương. Nhiều khi ông tới sớm cả 10 phút thì ông ngồi đó, mà nhiều khi ông tới trễ thì cũng chẳng có sao. Nhưng mà cái ông mà không có quan tâm về giờ giấc đó, thì bù lại một cái là vấn đề đi giày đi dép. Làm gì thì làm, nhưng mà mỗi lần đi vào trong nhà thờ đi chung mà ai mà tạo nên tiếng két két đi chơi dép. Nhiều khi mình đi giày mà tự nhiên cái đôi giày mình mua nó đi, là ông chịu không được. Cái khó chịu của ông nó khác với cái ông này. Mỗi một người chúng ta có những cái khó chịu khác nhau, và chúng ta phải biết cái gì nó kích hoạt. Có những người vợ, có những người chồng chỉ cần một lời nói, chỉ cần một cái nhìn, thế là bắt đầu mình đã biết chồng mình không thích cái đâu đó, đừng có nhắc lại. Mình đã biết vợ mình không thích cái hình ảnh đó thì đừng có đưa ra, ví dụ vậy hả? Rồi hòa đồng, cách khắc phục là phải hòa đồng, tránh cô lập. Ngày nay một trong những điều đáng sợ là các em nhỏ mới lớn nó cứ ở trong phòng chơi video game. Tất cả những người này tiếng Mỹ nó gọi là loner, tức là nó là cái đứa đơn độc một mình. Những người đơn độc rất đáng sợ bởi vì nó có thể có những điều làm rất là liều lĩnh. Rồi cũng phải cần khiêm nhường, tập xin lỗi. Khi chúng ta nhận ra mình sai thì mình bắt buộc phải xin lỗi. Hôm qua con cũng đã nói rồi, xin lỗi là một văn hóa chúng ta phải tập cho nó quen. Và ta cũng phải xin người khác giúp đỡ mình. Đây là điều tối quan trọng. Tất cả chúng ta ai cũng có những giây phút nóng giận. Mà như con vừa nói, mỗi một khi nóng giận thì nó xảy ra quá nhanh và chúng ta không thể làm chủ được. Ngay cả lý trí chúng ta cũng không còn giờ giấc suy nghĩ để mà làm chủ. Vậy thì làm thế nào để khắc phục? Thưa, chúng ta cần phải có một người bạn thân trong ca đoàn, trong đoàn thể với nhau, trong gia đình, liên minh thanh tâm, trong các hội các bà mẹ. Nếu được có một người bạn thân bên cạnh mình, khi thấy mình bắt đầu có dấu hiệu sôi sục, thì chính những người đó là những người giúp đỡ mình. Đừng nghĩ là mình có thể tự làm được, bởi vì đã bao nhiêu lần mình tự, và vì thế mình luôn luôn đem những hậu quả hết sức khốc liệt, và cuối cùng mình phải xin lỗi. Một trong những cách hình thức khắc phục là phải có những người bạn thân. Nếu được, mình mới bắt đầu cảm thấy nổi nóng là anh ta đã nói hey, lại đây, đi ra ngoài, uống ly cà phê. Chính những người này giúp đỡ cho chúng ta và tập chúng ta làm chủ tính nóng của mình. Rồi chúng ta cũng phải can đảm để chấp nhận những điều mình không thể thay đổi được. Có những người, đây là những cái câu chuyện, hai vợ chồng dẫn con đi vacation. Lái xe chẳng hạn như là từ, thôi thì cho là từ con ở Washington DC đi ha. Thôi thì trừ cho Washington DC đi xuống Missouri đi. Nhưng mà thay vì đi highway mấy vậy không biết nữa. Không có lái xe không biết. Thì cứ cho đại là highway 10 phải không? Highway 10 được không?
Highway 27. Mà khi đi vô Highway 27 rồi, lỡ bây giờ chồng đã chạy ngược lên Highway 40 rồi, thì trước sau nó cũng tới. Mà đã đi trên Highway 40 được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi, thì thôi mình chấp nhận là bây giờ mình đi lạc cái đường này, thì cứ vậy mà đi, nó cũng tới, nó xa hơn 1 tiếng thôi. Vậy mà cứ càm ràm cho tới cái ngày mà tới Missouri. Cái câu nói đặt ra là tại sao mình không chấp nhận một cái việc mình không thể thay đổi được? Mình lập gia đình với nhau, con cái của mình bây giờ nó đã như vậy rồi, con cái của mình nó đã lấy cái thằng đó rồi, nó đã lấy cái con này rồi, và nó đã có con rồi, mà cứ lôi những cái việc cũ. Tại sao mình không chấp nhận một sự việc mình không thể thay đổi, rồi từ cái sự việc này mình làm cho nó tốt hơn? Hãy nhìn cái hình ảnh của một cái con sò. Khi có một hạt cát rơi vào ở trong cái vỏ của nó, cái con ngọc trai chứ hả? Khi mà có cái con hạt cát rơi vào thì nó chấp nhận, nhưng mà rồi nó làm cái gì? Nó bắt đầu tiết ra một cái chất của nó, và cái chất đó nó bọc cái hạt cát, nó bọc tới một mức độ đến một ngày nào đó nó trở thành một cái viên ngọc quá sức đẹp. Bởi vì nó chấp nhận một cái việc nó không thể thay đổi được, nó không có khả năng để đẩy hạt cát ra, nhưng nó có khả năng để bọc cái hạt cát và trở thành một viên ngọc quý. Nói như vậy để thấy, trong gia đình có những việc chúng ta không thay đổi được, nó đã xảy ra rồi, nhà bây giờ đã lỡ đóng tiền mua rồi, bây giờ mình đang ở cái xứ này rồi, thì thôi đừng có nói tại sao cứ mỗi lần tới là sở dĩ mà tôi ở đây là tại vì như vậy. Đừng, hãy chấp nhận những cái gì đã xảy ra. Thích ứng nó không phải là một thất bại, nó là một cái sự khôn ngoan. Hãy nhìn những cái con tắc kè, tại sao nó sống được ở trong sa mạc cũng như ở trong các cái cây xanh? Thưa, bởi vì đến đâu thì nó đổi màu đến đó. Cái sự thích ứng là một sự khôn ngoan. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta thấy giông bão thì đừng có việc kéo buồm lên mà ra khơi, bởi vì những hành động đó người ta cho là ngu. Gặp nguy hiểm, sách Châm Ngôn nói, gặp nguy hiểm người khôn ẩn mình, đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân. Chứ trường hợp chúng ta đã biết là hai vợ chồng đang cãi nhau, hay là biết chồng mình nóng mà chồng giận thì vợ bớt lời. Trời ơi, những cái kinh nghiệm này ông bà mình đã trải qua bao nhiêu lần rồi, dạy mình thuộc lòng. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa thì có đời nào khê. Vậy mà cũng có những người không đọc được cái câu ở trong sách Châm Ngôn, gặp nguy hiểm người khôn ẩn mình, còn đứa khờ dại thì lao tới và bị thiệt thân. Rồi bốn cái hiểu lầm thường gặp. Thường thường mà chúng ta không chịu thay đổi bởi vì thứ nhất, cái này không phải tại tôi, mà là tại vì hoàn cảnh, tại thế này, tại thế kia. Thứ hai là tôi không thể làm gì khác được, cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy. Nên nhớ, chúng ta có sự lựa chọn, chúng ta có thể âm thầm im lặng. Thứ ba là tức giận là một cái chuyện bình thường. Thưa đúng, tức giận mọi người đều làm, không có nghĩa là chúng ta có thể làm được. Bình thường đây không có nghĩa là được chấp nhận. Và cuối cùng là tôi cần phải thể hiện cái bản lĩnh của tôi cần phải cho cái thằng đó biết là tao không thua nó. Thật sự càng tỏ ra bản lĩnh, người khác càng cười chê mình, chỉ bởi vì mình còn quá ấu trĩ, tỏ ra bằng một phương thức để cho người ta kinh phục, chứ không phải để cho người ta cười. Đối diện với tức giận thì có thể bộc lộ qua những cái quyết định sai lầm, bởi vì khi mình giận thì mình có những quyết định sai. Rồi chưa nói có một số che đậy, không có dám nói với người ta là mình giận, rồi mình cứ đè nén trong lòng, đến một mức nào đó nó sẽ nổ tung. Mà những cái này thì mình nên tìm cách để giải quyết. Một số thì che đậy qua những cái công việc, cứ lao đầu vào làm, một ngày làm 12-14 tiếng, tại sao không về nhà với vợ con? À, tôi bận công việc quá. Bận rộn chỉ là một cái dấu để che đậy, bởi vì có những cái bực bội ở gia đình, rồi nghiện ngập, rồi bài bạc chẳng hạn. Rồi cuối cùng là một số mà chúng ta chỉ có đầu hàng và Thiên Chúa cũng chịu thua, là cái số cứng đầu cố chấp. Cái số này thì chẳng có bao giờ nhận lỗi và họ cũng chẳng bao giờ thay đổi. Những người này thì thôi để cho Chúa làm việc, mà chắc chắn Chúa cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ muốn đưa đến kết luận. Ở trong sách Châm Ngôn nói, người chậm giận thì hơn trang hào kiệt, người tự chủ hơn kẻ chiếm được thành. Nếu chúng ta tự chủ được, nếu chúng ta chậm giận thì chúng ta là những anh hùng. Và cũng trong sách Châm Ngôn, đừng bè bạn với người hay nóng giận, chớ giao du với kẻ dễ nổi xung, kẻo con lại học đòi lối sống của chúng, khiến thân con phải mắc bẫy dò. Chúng ta cầu xin cho chúng ta học được chữ nhẫn của ông Job, của Thánh Giuse, của mẹ Maria, của Chúa Giêsu, của cha mẹ ông bà chúng ta, và chính chúng ta cũng đang đối diện với nhau.
Xin cho chúng ta biết học chữ nhẫn, biết làm chủ mình, biết bỏ bớt cơn nóng giận. Và nếu cần thì chúng ta phải xin những người bạn thân mình để giúp đỡ. Bởi vì mình biết tự mình rất khó có thể thành công. Xin amen. Cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Có một chị hôm qua gặp con thì muốn nhờ con chuyển cái câu hỏi này tới cho cha. Bởi vì cái câu hỏi này nó hơi nhạy cảm một chút. Thì chị nói rằng hiện bây giờ mấy đứa con của chị ở trong gia đình, chúng ta biết là cái đường lối giới trẻ ngày hôm nay, cuộc sống ngày hôm nay, vấn đề đồng tình, đồng tính đang còn khắp mọi nơi. Thế rồi bây giờ con cái ở trong gia đình bỗng dưng mấy đứa nhỏ nó lại thích sống cái lối sống như vậy. Và chị có cảm tưởng rằng chúng nó đang đi sâu vào cái đời sống đồng tình, đồng tính đó. Thành thử ra bây giờ chị không biết làm thế nào để khuyên cho con cái của chị hiểu, vâng, để mà đừng có rơi vào những cảm bệnh như thế. Vâng, trước hết tôi muốn trả lời về lời dạy của giáo hội, và thứ hai là lời khuyên của cha mẹ. Trước hết tôi nói về lời dạy của giáo hội. Lời dạy của giáo hội thì đồng tính luyến ái là một tội và tội trọng. Bởi vì trong khả năng giao hợp, mục đích của khả năng giao hợp theo giáo lý của Công giáo có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để tăng trưởng tình yêu giữa hai đối tượng, và mục đích thứ hai là để sinh sản. Đương nhiên sinh sản đây không phải tất cả những giao hợp đều có thể đem lại sinh sản, bởi vì có những người không có khả năng sinh sản hay những người đã qua tuổi sinh sản. Nhưng giáo hội ý muốn nói là trong mỗi cử chỉ của giao hợp, nó đều mở cửa ra, nó đều gọi là open to, đó, mở cửa ra cho khả năng sinh sản. Nếu trường hợp mình không có thì chuyện đó khác. Khác với vấn đề đồng tính, ở đó mỗi một khi có những cử chỉ luyến ái hoặc là những khả năng giao hợp thì tự nó đã không có cái khả năng để sinh sản. Vì thế, đối với giáo hội, đồng tính luyến ái mà ý muốn nói tới những vấn đề về giao hợp đó, thì đây là một tội và trọng tội. Nhưng mà dưới cái đó, thì những người đồng tính nếu họ yêu nhau thì sao? Có tội không? Dạ thưa không, yêu nhau không bao giờ là tội. Tội là khi chúng ta hành động những gì đi ngược lại với luật của yêu thương. Yêu thương là tôn trọng người khác, yêu thương là muốn giúp người khác đi lên. Và vì thế nói như kiểu Expiry đó hả, là yêu thương là cùng nhau nhìn về một hướng. Vì thế yêu thương tự nó không là tội. Hai người yêu nhau là để hướng về, nhìn về, giúp nhau đi lên cùng với Thiên Chúa. Nếu trường hợp mà yêu thương đến độ họ muốn dựng vợ gả chồng thì cái đó là chuyện khác. Còn đấy, chúng ta chỉ nói về vấn đề thuần túy yêu thương mà thôi. Thì nếu trường hợp hai người đồng tính mà yêu thương, họ cũng chẳng có vi phạm một cái lỗi gì cả. Bởi vì họ cũng không có phải ăn nằm với nhau, cũng không có phạm tội. Hả? Cho nên cái đó nó không phải là tội, nếu chỉ có yêu thương mà thôi. Chưa nói là yêu thương với mục đích chính của nó là làm thế nào để giúp người khác đi lên tốt. Bởi vì mục đích của yêu thương là để giúp nhau chứ không thể lợi dụng nhau. Cho nên chúng ta phải phân biệt, nếu đồng tính mà chỉ yêu thương hay là đồng tính mà chỉ có giúp nhau để mà sống tốt thì cái đó không có gì là tội. Nếu trường hợp hai người muốn ăn ở với nhau và lấy nhau như một số các tiểu bang ở đây cho phép, thì việc giao hợp với nhau nó trở thành một hành động tội lỗi và giáo hội không cho phép. Bây giờ lời khuyên của cha mẹ thì sao? Lời khuyên của cha mẹ thì rất là khó. Thứ nhất, chúng ta sống trong một xã hội mà chính bộ luật của đất nước và chính phủ của đất nước đang cổ động, mà đó là trách nhiệm của chúng ta. Rồi đây, tất cả chúng ta trước khi chúng ta lên trình diện với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ hỏi, năm 2015-16, khi ở đất nước Mỹ nó hợp thức hóa cái vấn đề đồng tính, nó cho hôn nhân đồng tính, lúc đó con đang ở đâu? Con có đi bầu không? Con có lên tiếng không? Chúng ta cũng phải lãnh nhục một phần trách nhiệm. Bởi vì trong một đất nước dân chủ thì đương nhiên đa số nó thắng thiểu số. Mà tiếng nói của đa số đây nó đi nghịch lại với tiếng nói của Kinh Thánh, thì bắt buộc chúng ta cũng phải có trách nhiệm ở trong đó. Cho nên về vấn đề xã hội thì người ta đã hợp thức hóa và chúng ta cũng không làm gì được. Việc chúng ta chống là chúng ta chống trong ý thức, chống trong lời viết, chứ chúng ta không thể đem súng ống hoặc là dao đạn ra để mà bạo động với họ. Như vậy thì cha mẹ khuyên con cái như thế nào? Thứ nhất, nói cho con cái biết là vấn đề đồng tính nếu ăn ở với nhau và hợp thức hóa chấp nhận những việc đó là tội. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ và tình yêu nó phải đưa đến vấn đề sinh sản. Cái thứ hai là những người làm cha làm mẹ mình cũng phải hiểu rằng con cái của mình sinh ra lớn lên trong cái môi trường này. Mà môi trường này lại là môi trường nó cổ động và nó khuyến khích. Không những vậy, nó còn đề cao nữa là khác. Cho nên chúng nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên mình cố gắng nếu được, ngay khi nó còn nhỏ, bây giờ nó lớn rồi, hết cách rồi. Ngay khi nó còn nhỏ, nên đem nó đi học các cái lớp giáo lý, các cái lớp học, các cái workshop để các sơ, các cha, các thầy cố gắng dạy cho nó một cái căn bản về tín lý, về lời giáo dục, lời dạy giáo huấn của giáo hội. Có như vậy thì nó mới phân biệt được đúng sai. Bởi vì cho đến bây giờ không ai dạy cho nên nó không phân biệt được. Mà cái đó là cái khó. Cái thứ ba
Là những người làm cha làm mẹ, chúng ta biết rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Ý con muốn nói là những người làm cha làm mẹ, chúng ta có những hạn chế của nó. Chúng ta khuyên, chúng ta cố gắng, chúng ta nói cho nó biết đây là những điều sai. Còn nếu cuối cùng nó vẫn cứ làm theo điều nó muốn, thì thôi chúng ta chỉ có biết coi đây là một thánh giá mà chúng ta phải vác và cầu nguyện nhiều cho nó. Ông bà sẽ không chịu trách nhiệm về việc làm của nó, nên nhớ như vậy. Nếu ông bà đã cố gắng hết sức mình mà nó vẫn cứ làm, thì nó có cái tự do riêng của nó, ông bà không chịu trách nhiệm. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ qua, không cầu nguyện, không quan tâm. Nói như vậy để thấy đừng có đem cái việc đó vào ở trong lòng mình, rồi luôn luôn lúc nào cũng đấm ngực ăn năn mà cho rằng lỗi tại tôi. Thưa, cũng chẳng phải lỗi tại ông bà, cũng chẳng phải lỗi tại ai, mà lỗi tại cả một cái xã hội. Ở trong đó tiếng nói của chúng ta quá nhỏ, hay là chúng ta chưa đủ để dám đứng lên để làm nhân chứng. Rồi nếu trường hợp nó chọn cái con đường sống đồng tính, bởi vì nó thích như vậy, nó muốn chiều thân xác của nó, thì nó sẽ chịu trách nhiệm việc làm của nó, bởi vì Thiên Chúa cũng không thể ngăn cản nó phạm tội được. Xin cha giải thích thêm cho con hiểu là đức nhẫn nhục với bản thân của mình, và đức nhẫn nhục với người khác, và đức nhẫn nhục với cái hoàn cảnh. Thứ hai nữa là con thấy đức nhẫn nhục tăng trưởng lòng thương xót, và lòng thương xót tăng trưởng đức nhẫn nhục. Xin cha cách nghĩa thêm cho vâng. Con dạ. Tất cả những cái này nó giống như cái mà mình gọi là web bây giờ đó, tức là cái mạng đó, nó đang quyện vào nhau, và vì thế không thể nào có cái này mà không có cái kia, tất cả nó ảnh hưởng với nhau. Nhẫn nhục như tôi nói, tự nó không phải là một nhân đức đứng lẽ để cho chúng ta thành công, nhưng nó là một chìa khóa để nó giúp cho chúng ta thành công vào những công việc khác, đi học võ, đi học đàn, đi học ngoại ngữ. Tất cả những cái đó nhờ tính nhẫn nhục mà chúng ta đạt được cái thành quả, có chí thì nên là như vậy. Rồi khi mà chúng ta nói đến đức nhẫn nhục, cái khác nhau giữa chúng ta làm chủ bản thân và chúng ta làm chủ người khác, nó chỉ khác nhau về mặt hình thức, nhưng về mặt nội dung thì không. Chúa Giêsu khi con người chế giễu, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy bước xuống khỏi thập giá để cho chúng ta tin. Đó là người ta chế giễu ngay chính bản thân Ngài. Rồi Ngài nhịn. Khi Ngài dạy cho các môn đệ mà tôi mới vừa nói, trời ơi dạy hoài mà cũng không hiểu, Ngài cũng ráng Ngài nhịn. Mới vừa nói xong đi xuống núi, chưa đi tới Jerusalem là đã ra cản đường Ngài, thôi đừng có đi rồi. Nhưng mà Ngài vẫn nhịn. Nói như vậy để thấy cái hình thức, một bên là có ai nói với mình, tự nhiên mình khó chịu. Một bên là tự bản thân mình, tự nhiên mình ra đường mình thấy, hoặc là mình chỉ đọc một cái câu nói là tự nhiên mình bực lên. Tức là tự trong cái con người mình nó nảy ra, cái tính nóng của mình nó nảy ra. Hai hình thức nó khác nhau nhưng mà nội dung nó giống nhau. Ý tôi muốn nói, khi mình tập làm chủ được cái tính nóng, làm chủ được cái tính nhịn nhục, để những ai sỉ vả mình hay là những hành động, những việc làm này đến không có ảnh hưởng tới mình, thì hình thức bên ngoài nó có khác nhau, nhưng cái khả năng để làm chủ, tự chủ, khả năng để làm chủ cái tư tưởng, cái trí, cái tính nóng giận của mình thì hoàn toàn giống nhau. Nó cũng chỉ là một con người, nó cũng là một ý chí. Và vì thế cũng với cái ý chí đó, cũng với cái con người đó, nếu chúng ta tập được thì chúng ta sẽ thực hành được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nói chuyện với người khác, trong việc học hành, trong việc tiếp xúc, và trong ngay cả chính bản thân với chúng ta, nó cũng giống nhau hoàn toàn. Dạ, con chào cha. Thưa cha, con có một cái này. Tại vì trong cái đề tài của cha là về nhẫn và nhịn, thì người ta thường hay nói là một sự nhịn chính sự lành. Nhưng mà nhiều lúc cái gì mình cũng nhịn hết, riết rồi cái họ lấn lướt mình, với lại họ không có tôn trọng mình nữa. Thì mà nếu mà con mà lên tiếng á, thì là người ta nói là con hổm, cho nên thật sự con cũng không biết phải làm sao. Bây giờ chị không biết làm sao, chị hỏi tôi biết được. Xin cha cho con lời khuyên. Tôi khuyên như thế này. Im lặng không có nghĩa là nhẫn, im lặng không có nghĩa là nhịn, chờ đợi không có nghĩa là một đức tính, đừng hiểu lầm. Im lặng chẳng qua vì tôi nói lại không được thôi, tôi chửi không được thôi. Chờ đợi nó không phải là một đức tính, cho đến khi cái công việc chờ đợi nó làm cho con người mình bực dọc khó chịu. Ví dụ tôi hẹn một người, như tôi nói, tôi ở chung với mấy cha, một ông mà chỉ cần người đến trễ 2 phút họ bực mình. Và chính khi mình bực mình mà người khác tới mình vẫn đối xử một cách hài hòa dễ thương, thì lúc đó nó mới là một nhân đức. Còn nếu trường hợp mà tôi ra phi trường, tôi ngồi chờ máy bay một tiếng đồng hồ, tôi cũng đợi mà tôi ngồi tôi đọc sách, đó không phải là một nhân đức. Cái chuyện chỉ im lặng, mà nếu trường hợp chỉ im lặng bởi vì chị muốn cho người khác, cho mọi sự nó qua, nó êm đẹp, và bởi vì chị biết rằng cái sự nhẫn nhịn của chị sẽ đem lại hòa khí, đó là một nhân đức.
Nếu trường hợp mình im bởi vì sở dĩ tao nói không được, bởi vì tụi bay mạnh miệng quá, đông quá, thì cái đó nó không phải là nhân đức. Vậy thì bây giờ tôi chỉ trả lời với chị như thế này. Trong sự khôn ngoan của con người, mình phải biết làm thế nào để đối đáp. Tuy nhiên khi đã nói đến là nhân đức, khi đã nói đến là một ơn của Chúa, thì sự nhẫn nhịn nó không phải chỉ là im lặng, nó không phải chỉ là chờ đợi, mà đằng sau nó là mục đích mình nhịn và chờ đợi vì mình muốn người khác được êm đẹp và mình muốn cho cái tình huống, cho gia đình, cho xã hội được bình an. Nói chung là mình muốn một cái điều gì tốt hơn, chứ không phải mình chỉ làm bởi vì cái việc mình không thể làm được. Hai cái nó khác nhau. Thưa cha, cha nói nhịn là chịu đựng. Thì con có thấy là chịu đựng rất là khó chịu. Chẳng hạn như con được may mắn là con sống lều với các cháu, mà các cháu con là lái từ Boston qua đây gần 30 tiếng. Mà trong lều của các cháu thì nó có 6 đứa cháu, nhỏ nhất là mới có 6 tháng, và đứa 3 tuổi, 4 tuổi. Mà lâu lâu á, lại tự nhiên tắt đi. Tại vì có mấy cái người dùng lều gần chỗ con nó dùng máy lạnh. Thì con bức, nhiều khi con bực quá. Thì cứ lo là con phải chạy ra, overload là con phải chạy ra, con reset lại cái điện. Yeah. Mấy lần con cũng muốn chạy qua, con nói là các anh lớn rồi, các cháu nhỏ, mà con nói, nếu là con nói họ nghe thì không sao, mà họ nói lại á, thì con bực là con nói nên con chịu được, con nhịn. Con không nói nữa, con nhịn. Rồi con đi tìm cái khác thôi, đi kiếm cái ổ điện khác cắm. Con không cắm cái ổ điện nữa, con rút cái dây con kiếm cái ổ điện khác con cắm thì nó là tốt hơn. Nhưng khi mà con nhịn, con chịu được như vậy á, thì trong đầu óc của con nói, con cảm khi đầu óc nó đến, nó nói, mấy những người như vậy, những người ích kỷ như vậy, những người thì nói làm chi. Thì khi mà con nghĩ như vậy á, thì cái câu hỏi của con là con có bị xét đoán người ta không? Tại con nghĩ những người ích kỷ như vậy thì con nói làm gì? Vâng, cái câu hỏi là có xét đoán người ta hay không? Thưa có, nhưng mà nó không phải là cái sai. Nhiều khi chúng ta hiểu cái chữ xét đoán nó hơi sai một chút về vấn đề Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh Matthew, tức là khi chúng ta bắt đầu đọc từ chương 5 trở đi đó, thì trong đó Chúa Giê-xu nói rất nhiều dạy cho các môn đệ đừng có sống theo lối sống của các Pha-ri-siêu, của những luật sĩ và biệt phái. Thì ở trong đó Ngài cũng có nói một câu là đừng có xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nhưng mà cái xét đoán ở đây có nghĩa là xét đoán với tính cách vu oan cáo vạ, chứ không phải xét đoán theo cái lối là khi tôi ra đường tôi nhìn anh chị như vậy thì anh chị là một con người tốt, hay là tôi nói đây là cái sự khôn ngoan bình thường của loài người. Nếu trường hợp chúng ta đi vào trong một cái khu vực mà mình thấy bóng tối, rồi mình thấy có những đứa nó ăn mặc rất là kịch ngợm hả, thì tự nhiên cái khôn ngoan bình thường của con người nói cho mình biết mình không nên đi, ví dụ vậy thôi. Cho nên những cái này là những cái mà mình gọi là cái quan sát đầu óc, quan sát mà mình phán đoán theo sự khôn ngoan của mình. Cái mà Chúa Giê-xu muốn nói là khi chúng ta phán đoán mà phán đoán sai và có tính cách chụp mũ những người khác, lên án những người khác. Việc anh nói rằng những người này ích kỷ đó là một sự phán đoán, mà là sự phán đoán đúng, bởi vì anh không phải phán đoán theo cái suy nghĩ mà anh phán đoán qua việc làm. Tôi không cần biết con người anh như thế nào, chỉ có điều là tôi đã xin anh 2-3 lần đừng có để cúp điện nữa mà anh vẫn làm, thì cái hành động của anh nó nói lên anh là con người ích kỷ, chứ thật sự tôi cũng không biết anh là ai. Vì thế khôn ngoan của con người nó nói cho mình biết rằng lời Chúa Giê-xu đừng xét đoán không có nghĩa là nếu mà đừng xét đoán mình đi ra đường mình không có xét bất cứ một việc gì à. Cái việc xét đoán ở đây và trong tất cả mọi lĩnh vực, từ vấn đề đi tu cho đến nhà dòng, trời ơi, người ta viết những cái bản gọi là cái bản lượng định evaluation, một năm viết bao nhiêu lần. Chúa Giê-xu nói đừng xét đoán, tại sao viết về con? Thưa, phải viết để coi thử có tốt không mới cho chịu chức, mới cho khấn. Cho nên những cái đó không phải, nhiều người họ hiểu lầm cái chữ xét đoán đó. Cái xét đoán đây là xét đoán có tính cách chụp mũ, và nhiều khi những cái điều không có mà mình vu oan cho người ta. Còn cái của anh đúng ra nó không theo nghĩa xét đoán có tính cách xấu, mà những cái lời anh vừa nói là những cái kết luận đúng dựa vào những hành động đang có. Việc đó là cái khôn ngoan bình thường của con người. Con có một câu hỏi như vậy. Ở trong Kinh Tin Kính ấy, thì con đọc nó có một câu: ngày sau bởi trời, Chúa Giê-xu lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thì cái thắc mắc của con đây là muốn hiểu thêm là cái kẻ chết, tức là từ xưa cho tới đến bây giờ thì chết rất là nhiều, nhưng mà đã được phán xét xưa hay là phải đợi đến ngày tận thế? Mà nếu mà đợi đến ngày tận thế thì những linh hồn nó đang đi về đâu, đang ở đâu? Vâng. Và hay là đã được xử rồi, đã được thà, người thì được phong thánh, người thì được xuống hỏa ngục, nhưng mà đến ngày đó có phải là sẽ nhập lại vào cái xác đó để cùng với người đang sống mà Chúa sẽ xử? Vâng, tôi giải thích cho anh như thế này. Đây là về vấn đề tín lý. Xác loài người ngày sau sống lại cũng là một tín lý. Câu hỏi của anh là đến từ trời ngày tại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, vậy thì tất cả những người chết đó rồi đi đâu, đang ở đâu?
Thì cái câu trả lời là tất cả những người đã chết đó, họ đang ở cái nơi mà họ đang ở. Mà nhiều khi chúng ta... Và lý do mà tôi trả lời như vậy là bởi vì chúng ta đang đối diện với một điều mà chúng ta không hiểu được. Con người của chúng ta sống trong không gian và thời gian, từ chỗ anh tới chỗ tôi như vậy là khoảng 15 thước, và chúng ta hiện tại đang có là khoảng 11 giờ 26 phút. Chúng ta sống trong thời gian và trong không gian. Cho nên khi tôi nói là tôi ở đâu, tôi ở đằng trước hoặc đằng sau nhà thì anh hoàn toàn hiểu. Nhưng nếu chúng ta rơi vào trong một thế giới không thời gian, không không gian, thì chúng ta không có trên, có dưới, không trước, không sau. Và vì thế nơi chúng ta ở là nơi chúng ta ở. Vậy thì những người đã chết họ đi đâu? Thưa, họ đến cái nơi mà Thiên Chúa dành cho những người đã chết. Nó không trên, không dưới, không trước, không sau. Và vì thế nhiều khi chúng ta hiểu lầm ngay cả về thiên đàng. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, các sơ dạy tôi đó là Chúa ở trên thiên đàng. Cho nên mỗi lần cầu nguyện trên thiên đàng là cứ đưa tay ngửa mặt lên. Thì tôi cũng vui, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho đến một ngày kia khi mà tôi bắt đầu khôn lớn lên một chút, tôi mới biết ra là trái đất của mình nó tròn. Và nếu trường hợp trái đất của mình nó tròn, thì trong một cái dịp lễ mẹ lên trời, tôi sực nhớ và suy nghĩ, nếu trường hợp mình ở Việt Nam mà mình cầu nguyện cho mẹ lên trời, mẹ bay hướng này, vậy thì bên Mỹ nó cầu nguyện bay đi đâu? Tại vì trái đất nó tròn cho nên mẹ bay bên này, mà bên Mỹ thì nó đối diện, nó bay ngược xuống à. Và từ những cái câu hỏi đơn sơ như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ. Và đương nhiên bây giờ tôi đi dạy thần học là nó khác rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu đơn sơ về cái nơi chốn. Tôi chỉ trả lời những người đó chết và họ đang ở nơi của họ chết. Rồi đây trời mới đất mới, nó sẽ không còn không gian và thời gian như chúng ta. Nhưng tôi muốn nói về vấn đề phán xét. Đến ngày sau cùng thì tất cả những người đó sẽ đến mà chúng ta gọi là phán xét chung. Phán xét chung thì phải chờ cho đến ngày tận thế. Còn cho đến bây giờ mỗi một người chết thì chúng ta có cái phán xét riêng. Nhưng phán xét riêng nó không phải là chung kết. Chưa có ai ở hỏa ngục đâu. Từ từ, chưa có đâu. Bởi vì chưa có phán xét chung. Cùng lắm thì có Satan dưới đó thôi hả. Nhưng mà phán xét riêng đó thì chúng ta có. Và chúng ta có thể tuyên bố một vài người trên thiên đàng được. Lý do là bởi vì cho đến bây giờ, giáo hội thường thường là phải đòi hỏi một hoặc là hai phép lạ, tùy theo là các thánh tử vị đạo hay không. Mà phép lạ thì theo giáo hội, lời cắt nghĩa của giáo hội, phép lạ không do con người mà đã gọi là phép lạ, thì nó phải đến từ bàn tay của Thiên Chúa. Vì thế ngày mùng 4 tháng 9, chỉ còn một vài tuần nữa, và tôi sẽ nói chuyện bài tới đó, chiều nay đó, là mẹ Teresa Calcutta, mẹ sẽ được phong thánh. Vậy thì làm thế nào để mình biết chắc là mẹ ở trên thiên đàng? Thưa là bởi vì qua lời cầu bầu của giáo hội, chúng ta xin Thiên Chúa can thiệp cho chúng ta một dấu hiệu để biết là mẹ ở trên thiên đàng. Và phép lạ đã xảy ra. Và vì thế, khi giáo hội tuyên bố một ai làm thánh, thì giáo hội biết người đó trên thiên đàng không phải bởi vì giáo hội phán xét người đó, nhưng nhờ Thiên Chúa cho một dấu lạ để chúng ta biết họ đã được tưởng thưởng. Còn cho đến bây giờ giáo hội chưa hề tuyên bố một ai ở hỏa ngục, bởi vì chúng ta tin cho đến ngày tận thế mới có sự phán xét đó. Thành ra phán xét riêng là có ngay khi chúng ta chết. Mà nếu có lên thiên đàng là bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta biết họ lên thiên đàng. Còn ở dưới hỏa ngục thì thấy Thiên Chúa cũng đang còn giữ bí mật, chúng ta chưa biết được. Rồi, xin cảm ơn tất cả nha. Một câu hỏi cuối cùng. Là cho nói về rằng cái nhận tất cả đều nhận mà nhận nhịn. Mà đối với Chúa Kitô là nhịn rất là nhiều. Nhưng mà đối với chúng con thì cái chữ nhịn đó là nhịn có nghĩa là chịu đựng. Như vậy thì chúng con làm sao để đưa cái chịu đựng đó, tại vì nếu chịu đựng quá ức trong người thì nó bộc phát ra. Nếu trường hợp mà chúng ta chịu đựng hoặc là chịu nhịn như vậy đến một lúc nào đó nó bộc phát ra thì sao? Thưa, đó là vấn đề. Vì thế chúng ta phải nên tìm cách để mà làm chủ. Con người lúc nào cũng có đến lúc chúng ta bộc phát. Nhưng nếu trường hợp chúng ta lâu lâu bộc phát một lần và chúng ta biết làm chủ sau khi đã bộc phát, biết xin lỗi thì đó là một điều tốt. Nếu trường hợp chúng ta muốn đề phòng thì cách hay nhất nên kiếm một người mà không phải là người vợ, người chồng mình đâu. Hoặc là một người thân, một người nào mà có thể giúp cho mình được. Bởi vì đó là cách thức đề phòng. Còn nếu không nữa đó, nếu mà những người họ không quan tâm tới và họ cho rằng việc này không quan trọng, họ sống trong từ chối đó. Và họ hoặc là họ cứ đè nén mà họ không tìm cách để giải quyết. Lúc nào cũng cứ gọi là có chuyện mà không muốn nói ra đó, trong héo mà ngoài tươi đó, thì những trường hợp này vô cùng nguy hiểm. Lý do khi nó đã không nổ thì thôi, mà đến khi nó nổ thì có thể rất ư là nguy hiểm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính các nhà tâm lý người ta cũng rất sợ những người mà tiếng Mỹ gọi là loner, những người đơn độc.
Cho nên trong bài nói chuyện em cũng có nói cố gắng hòa đồng, cố gắng tìm cách làm việc chung. Bởi vì những người mà đơn độc luôn luôn nhồi nhét và đè nén những cái bực tức của mình, thì những người đó thật sự họ đang là một cái sự nguy hiểm mà không biết. Những người đó đến khi nó bộc phát ra thì những cái hậu quả không thể lường được. Cho nên nếu gặp những người này thì chúng ta cũng khuyên, hoặc là họ nên đi tìm các bác sĩ tâm lý, hoặc là những người bạn bè nên giúp đỡ họ. Bởi vì chúng ta biết chắc họ không phải là những người bình thường. Họ đang thiếu tự tin, họ đang sợ sệt, họ đang đè nén. Nó có rất nhiều lý do. Còn những người tự tin, những người bình an, những người cảm thấy mình có thể nói chuyện, có thể tiếp xúc được với mọi người, thì lời xin lỗi hoặc là cái lời mở miệng xin lỗi, hoặc là nhận ra mình sai, là đối với họ là một việc cũng không có gì là quan trọng lắm. Xin tất cả chúng ta cho cha Nguyễn Khắc Khiêm một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị.